Toàn coi tùy em thôi. Máu lửa thì liều ăn nhiều em. Liều ăn nhiều. BP trắng bao nhiêu nè? Được tầm 60 không đây? 58 trừ 800 gốc đi còn 57. Fabinho mất một nửa đầu tiên về. Đá như cái nồi. Anh có khi nào tổ chức offline chưa? À, không em ơi. Ngày xưa tổ chức offline rồi nhưng mà fail 4 tỷ à, Koulibaly. Bom đầu tiên. Nó cực kỳ yêu Tottenham và nó gọi là mang ơn. Nay mở nhân phẩm quá à? Ok em ơi. Ben U21. 6 tỷ. Ô xem mấy đứa nhìn hơi chán này. Ok thôi. Ôi giời. Thế mà ra được quả gọi là Vinicius được phết nhờ 7 tỷ. 21U. Jesus hợp thật. Giờ mua thay Lewan đây chắc không mua nữa. Bayern có thể đẩy Muller lên, đẩy Mane lên hoặc là con đấy. À có phun lửa. Tây Ban Nha, CM. Ôi giời, Parejo à. 17 tỷ. Bayern còn có con hàng chú bò mộng tinh nữa. 21U cộng 5. Con 17 tỷ cũng được rồi. Không bơm tiền nữa. Minh Dương an toàn nhé, Quang Phát an toàn lắm. Phun lửa. Mẹ nó không có phun lửa rồi. Pereira mới đau chứ. UP con Pereira lởm quá. Chỉ số gốc 93 này phải. Ở chua cây phun lửa. Rồi lửa rồi. Quốc tịch nào? Hà Lan. CDM. Là con gì? Đờ bếch à? Mẹ không phải, không phải. Ui giời, Hendrik. Mẹ nó có 27 tỷ. CDM Hà Lan như không phải là con đờ bếch. Đờ bếch là trung, trung tiền vệ trung tâm là CM cơ. Hà Lan CDM cháo này ngon. Trọng đạt đúng không? MU thi thoảng dính quả dớp của Nam Mỹ. Chơi nào. Có lửa không đây? Không có lửa, nát rồi. Lại ba Ben nữa chứ. Rồi ôi ra con hàng ghẻ vãi cả nhà. Bên này đang hơi đen rồi đấy. Không phun lửa. À đồ mà. Van Buena. Còn không có cả lửa luôn. Thôi cứu nguy nào. Gói là niềm hy vọng cuối cùng cho Nick. Ôi Lê Hoàng mày thế, đúng vừa nói xong. Trần Minh Quang có lâu rồi em ơi. 148 tỷ. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Về bờ. Mẹ mày tí chết. Hai quả gói MC nó giết chết bao nhiêu thì gói này nó cứu cho bấy nhiêu. Về bờ rồi. May quá. Úi trời. May. Nên xây với anh em bây giờ nhà nghèo mà. Mọi người bây giờ nhà nghèo quá nên là càng ngày càng ít gửi sao. Vừa kịp về bờ luôn. May ơi là may. Đấy, về bác sao cái bán được ngay. 160 tỷ. Anh Tuấn không min nhé. Hàng này vừa về ba xã nên là không min được đâu. Tìm bay em với tìm bà xã thì sao min được. Chào toàn cuốn. Mày quá. Hendrix bán được này. Parejo được này. Van Buena. Pereira với lại còn gì. Ba Ben. Tổng thu nick này rơi vào tầm khoảng là 220 tỷ. Còn con này chưa bán nữa này. Đây. Đấy, tổng thu 220. Số tiền bỏ ra là 6 củ. Ổn. Tí chết. Rồi, xong. Cường lên nào.
Ơ sao trông BP nó cứ sai sai nhỉ? 50 tỷ. Này là chắc không phải đủ 1.000 đấy đúng không? Không phải 1.000 vé. Thế anh chuẩn rồi. Cảm ơn Trần Tín nhé. Bạn nào theo dõi thì ok Tín. BP thường thường ở tầm 55-56 tỷ đây, còn 50 nó thiếu gì đó. Và khả năng là không phải full một nghìn vé. Trần Tín đã gửi 30 sao. Đã 3 năm rồi mới theo dõi lại anh, nhớ anh qua anh luận à em là Trần Quang Tín. 900 thôi đúng không? Rồi anh bảo sao? Như vậy nên này chơi tròn 900 vé chứ không phải là 1.000 vé. Sao thấy thiếu thiếu? Ui bủ nô à, càng đấy nhá, về phát lại có ngay quả tiền rồi. Martinez thì khả năng sẽ được đá ở vị trí CB lệch trái hoặc là CDM. Bủ nô. Mấy ông siêu sao kêu quá gà đóng lại, cũng có thể. Mấy thanh niên bị lộ chiến thuật nhiều quá. À, phò đen à, 4 tỷ được. Lửa. Có lửa rồi. Phát đi. Bồ mi đao cho mẹ. Cancelo là 100 mấy. 106 à. Rồi cũng được. 24 tỷ. Lại xin phun lửa được rồi. Xin phun lửa thôi. Nổi lửa lên em. Không có lửa mẹ nè. Lại Oliveira nữa chứ. Lửa tiếp. Xin phun lửa, chua cay phun lửa. Cờ Hàn Quốc là căng này. Mở gói này ra cờ Hàn Quốc là căng này. Có phun lửa đúng rồi cờ. Phát CB Umtiti rồi. Hay là Mangala à? Vẫn còn Mangala kìa. Tưởng lại Umtiti. Mangala. Lạc Sơn có rồi hả? À, ok. Mangala vẫn hơi fail. Beckham à, chỉ cần thế thôi. Xin MU nè. Anh chết còn Jogbet ngu nữa. Jogbet là 111 lần. Phút lửa. Không lửa mẹ, 109 không lửa là nát rồi. Biết ngay mà. 6 tỷ Philip Lâm. Rồi ôi. Mẹ à, còn Cantona ghẻ nữa luôn. Cantona 110 ghẻ nữa. Rooney. Trọng không chờ được. Không chờ được. Brazil. Ê, đủ mà. Tưởng Brazil tiền đạo đi nhô à. Đi vâu. Mẹ nó tưởng tiền đạo Brazil ST đi. Cay thật. Trời ơi. Cờ Brazil rồi. Chỉ cái nồi. Thế mà không ST. Có lạ thì. Cờ. Anh. Úi dồi ôi. Man City tôi bỏ mẹ rồi. Kai Walker 34 tỷ vậy như cái nồi luôn. Ui. Ôi giời ơi. Nào tổng thu nè. Ai bán được, con này bán được. Rovo bán được. Cancelo bán được. Mạng cả là toàn MC này. 1, 2, 3 con MC. Vãi nổi à. Tổng thu nick này rơi vào tầm khoảng 140 tỷ. Ngoài này thị trường chưa bán được nữa. Đấy, bỏ ra 6 triệu được à 900 chứ đấy. Nên này không phải là 1.000 vé, này 900 vé. 900 vé được tầm 140 tỷ là cũng được rồi. Chấp nhận được. 900 vé 140 tỷ. Không quá lỗ.
Nói chung ông nào càng khỏe càng cần tay vịn nhá. Anh không tay vịn bao giờ cả. Từ xưa giờ anh đi hát là chỉ có hát nghiêm chỉnh, không bao giờ tay vịn. Bên bên trắng hơi ít nha. Vãi nồi. 56 tỷ. Là ra bom của thành Manchester nhưng mà tơ khác. Nè. Có pháo hoa không? Có phun lửa không nè? Ô phun lửa. Ok. Hàn Quốc CM Park à? À cũng kinh chứ chả. Mà gọi kiến đô nên là tôi chọn này lại đúng. Tự nhiên chọn cái này lại thành đúng. Park Icon. Lạ ghê. Mấy đứa uống kinh quá em xin về sớm này. Vẫn là ít. Đấy, à ơi, tưởng phun lửa mẹ nè. Switch à được. À switch. 22 PS. À ok, Huy Hà nhớ rồi hôm qua. Vũ Huy chẳng rồi. Bữa đó cầu xin va 3 tỷ cả đứa. B xin vả 22 TS. Nhưng lửa gì thôi. Lửa chùa chăng. Lửa rồi. Pháp CM. À to lít xô 31 tỷ được. Được. Tô lít xô thì được. Chín bảy. 30 tỷ. Teles Silva. Xin. Phun lửa xin. Có lửa. Pháp. Tiền đạo. Benzema hay là. Ui, trên dây ghê. Ôi trời ơi. Anh vừa nói xong. Vừa nói về trên dây ghê xong. Anh đang nhớ, vừa bảo trên dây ghê cũng được. Pháp cho tiền đạo. Đúng mẹ luôn. Yes, con này ngon hơn con hôm qua. Ngon hơn con Modric. Rồi. Này tạm chụp hình tí. Ít nhất là 117 MC. Tạm chụp hình con hàng đầu tiên. Sao phải Angry à? Ờ à. Thế kệ thôi. Hàng này đủ rồi. Về bờ rồi. Chúc mừng cho Nguyễn Quân thôi. Trezor Gold. Thêm tí ảnh. Ảnh đầu tiên của ấy. Mở thẻ mới. Thơm như muối mít luôn. Về bờ mạnh cái gì nữa nha. Mỗi tội nick này đang chơi tìm tuyển Đức đây. Đang chơi tuyển Đức chứ không phải là chơi tuyển Đức chứ không phải chơi bên gì nhỉ. Pháp. Rồi 102 là hút thôi. Kể cả là phôi bán vẫn là có tiền. Về bờ. Về bờ rồi. Thế riêng chưa mở biết rô à. Rô anh chưa bao giờ nhìn thấy. Con ngon nhất đã từng nhìn thấy là con The Brinder thôi. Giờ đấy 400 tỷ. Mbappé nhưng giá cũng được phết. Mbappé khả năng giá cũng được. Chơi. Cờ gì. Đức. CB thôi bỏ mẹ rồi. Ly ông rồi. Boateng 40 tỷ. Thôi cũng được. Đang tiền Đức. Tảng tạ. Có JJG nó gánh cho rồi. Cuối năm nay thì gà xả mùa E21 đã. E21 chỉ số cao nhất có 104 thôi. Bán được. M87. Siêu sao. 6 sao các kiểu. Ăn vạ cá nhân đến đầu mạnh.
chọn vị trí linh 124, thăng bằng 121, bật nhảy đánh đầu sức mạnh, trâu phết. Chỉ số là trâu nhưng mà thể hình là mỏng, thể hình không hề trâu. Đức Giang sắp ngủ rồi em ơi, anh chuẩn bị ngủ đây. Ôi ông này có bò tên này ngon rồi, bò tên này ngon hơn, bò tên này lở. Thôi coi kệ, về bờ thôi. Như vậy tổng thu nick này phải là tầm khoảng 400 tỷ. Nếu full team color là cộng 10 chỉ số đây. Để full team Pháp chẳng hạn, full team Pháp cộng 8. Ok Đức Giang nhé, chuẩn bị nghỉ rồi. Đấy, tổng thu nick này là tầm khoảng 300 tỷ hơn tí. À đâu? 400 tỷ chứ. Đây là 270 mà, 270 bán đến cộng thêm đống này vào 400 tỷ, nhầm. Bác Di Sung chưa bán nữa. Nick này nick chơi lại nhất rồi. Tổng thu tầm 400 tỷ.